thông báo số 264 của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 và Địa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 1 đến 18 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022, ghi nhận 343 ca mắc mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 196 ca, trong đó 11 ca trong khu cách ly, 185 ca ngoài cộng đồng, trong đó 3 ca tại phường 1, 1 ca tại phường Thắng Tam, 26 ca tại phường 3. 16 ca tại phường Nguyễn An Ninh, 2 ca tại phường 4, 3 ca tại phường 5, 1 ca tại phường 8, 18 ca tại phường 9, 23 ca tại phường Rạch Dừa, 73 ca tại phường 11, 2 ca tại phường 12, 17 ca tại xã Long Sơn. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 15 ca, trong đó 5 ca trong khu cách ly, 2 ca đang cách ly tại nhà, 8 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại phường Long Hương, 2 ca tại phường Phước Hiệp, 3 ca tại phường Kim Dinh, 1 ca tại xã Long Phước, 1 ca tại xã Hòa Long, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Châu Đức ghi nhận 6 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 5 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại xã Suối Nghệ, 2 ca tại xã Quảng Thành, 1 ca tại xã Kim Long. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 35 ca, trong đó 4 ca trong khu cách ly tập trung, 15 ca đang cách ly tại nhà, 16 ca ngoài cộng đồng, trong đó 13 ca tại thị trấn Đất Đỏ, 1 ca tại xã Phước Hội, 2 ca tại xã Long Tân. Huyện Long Điền ghi nhận 19 ca ngoài cộng đồng, trong đó 9 ca ở thị trấn Long Hải, 1 ca ở xã An Ngãi, 2 ca ở Tam Phước, 5 ca ở Phước Tỉnh, 2 ca ở xã Phước Hưng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 58 ca, trong đó 4 ca đang cách ly tại nhà. 54 ca ngoài cộng đồng, trong đó 5 ca tại xã Phước Thuận, 2 ca ở thị trấn Phước Bửu, 4 ca ở xã Phước Tân, 12 ca ở xã Xuyên Mộc, 2 ca tại xã Bông Trang, 1 ca tại xã Tân Lâm, 12 ca tại Bầu Lâm, 5 ca tại xã Hòa Bình, 3 ca tại xã Hòa Hưng, 7 ca ở xã Hòa Hiệp, 1 ca tại xã Hòa Hội, 1 ca là người từ tỉnh Hà Tĩnh về huyện Xuyên Mộc. Huyện Cung Đảo ghi nhận 11 ca, trong đó 1 ca đang cách ly tại nhà, 10 ca tại cộng đồng, trong đó 1 ca khu 6, 5 ca khu 8, 2 ca khu 9, 1 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca là người đi từ Hà Nội về huyện Cung Đảo. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 131 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 72%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 872, giảm hoàn thành cách ly 1801. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là nguy cơ đáng lo ngại từ biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, luôn sẵn sàng các biện pháp ứng phó với diễn biến xấu hơn của dịch bệnh, tăng cường truyền thông đến người dân hiểu rõ nguy cơ, mức độ dịch và chủ trương phòng chống dịch của tỉnh để người dân nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không hoang mang lo lắng. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc cho người dân, trong đó tập trung vào các trường hợp trên 50 tuổi và có bệnh nền, nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động phát hiện kịp thời các F0 chuyển nặng để chuyển tầng điều trị thích hợp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Bên cạnh đó, hiện nay học sinh một số cấp học đã trở lại trường để học trực tiếp. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị ngành giáo dục đào tạo, các sở ngành có liên quan. Ban chỉ đạo các địa phương quan tâm kiểm tra giám sát, bám sát tình hình, công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường học, cơ sở giáo dục, bảo đảm an toàn sức khỏe cho phụ huynh, học sinh và tập thể nhà trường không để dịch bệnh lây lan diện rộng